Đây là một kè, kè đắp đá. Đây anh thấy, đây là các cái giằng, hệ thống giằng và sắp xếp đá. Đấy, hệ thống là sắp xếp đá mà không có cái gì mà giữ đá cả. Sắp xếp theo hình vân đá, theo nặng, độ nặng của đá để nó trọng lực của đá nó giữ lại. Đây là khoảng cách từ hai giữa hai khe này là nó khoảng là và 4 mét. Và đây là đường vào mố cầu, mố cầu hình chữ U đây. Mố cầu hình chữ U, đây là đất đắp mố, từ non mố đất này con đường nó nhỏ lên. Đường mất chỗ bê tông à, kia là một cái cầu.